Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 và lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri. Theo báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã xem xét thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 luật. Tại buổi tiếp xúc, cử tri ghi nhận và đánh giá rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả cao của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế nhằm bảo đảm đời sống nhân dân và ổn định chính trị. Cử tri đề nghị đến Thủ tướng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ các vấn đề quan tâm như đã có chủ trương xây dựng các tuyến cao tốc trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cần Thơ - Cà Mau. Chính phủ cần chỉ đạo đẩy nhanh đến tiến độ cả về thời gian và chất lượng. Chính phủ, Quốc hội cùng các bộ ngành trung ương nên cần quan tâm điều phối, phát triển liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, thực hiện thắng lợi nghị quyết 13 của Bộ Chính trị. Trong đó trọng tâm là Cần Thơ. Cử tri cũng đề xuất quan tâm giá cả xăng dầu, đầu ra nông sản, vấn đề thiếu thuốc bảo hiểm y tế, thiếu hụt thời gian qua gây khó khăn cho người nghèo. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lần đầu tiên trong lịch sử tại một kỳ họp, Quốc hội đã xem xét quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng giao thông quan trọng, gồm đường vành đai 4 thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Trong đó, dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia, có ý nghĩa hết sức thiết thực trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Về công tác giám sát, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023 về việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Thưa quý vị, Truyền hình Nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về buổi tiếp xúc cử tri của Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tham gia đoàn công tác có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Quân khu 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Khởi, sinh năm 1946, ngụ tại số 2022, đường A9, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Khởi vừa là thương binh có tỷ lệ thương tật 21%, vừa là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ông được trao huân chương kháng chiến hạng nhất, 55 tuổi đảng. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm gia đình thương binh Huỳnh Thị Kiển, sinh năm 1948, ngụ tại số 42/7 Trần Việt Châu, khu vực 2, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Bà Huỳnh Thị Kiển vừa là thương binh có tỷ lệ thương tật 61%, vừa là người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Cũng trong chiều ngày 9 tháng 7, Thủ tướng và đoàn công tác đã tới thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Mai, 97 tuổi, ngụ tại số 218, gạch chéo 21, gạch chéo 1A Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Bình, ngụ tại số 158, gạch chéo 58, Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Bình, sinh năm 1941, có hai con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Thi và Nguyễn Văn Thanh, đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại các nơi đến thăm, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách có công với cách mạng, bảo đảm các gia đình chính sách có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình người dân nơi cư trú. Cũng trong chiều tối ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ và Cảng Tân Cảng Cái Cui. Đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã báo cáo Thủ tướng về tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian qua, những thuận lợi cũng như những vướng mắc đang gặp phải. Tân Cảng Cái Cui là cảng container đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long, cũng là cảng lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long với 180 mét cầu cảng, có thể đón được tàu 20 vạn tấn giảm tải với thiết bị phục vụ xếp dỡ hiện đại. Cảng Cái Cui có tiềm năng phát triển thành trung tâm logistics, đầu mối gom hàng để giảm chi phí hàng hóa,
giảm áp lực cho vận tải đường bộ, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế thành phố Cần Thơ nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Nhân dịp này, Thủ tướng đã thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần các cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc tại đây.